Xét xử đại án Alibaba bị hại từ chối làm bị hại. Được tòa xác định tham gia tố tụng với tư cách bị hại nhưng ông Doãn Minh Đức bất ngờ từ chối làm bị hại để khởi kiện dân sự. Sau một ngày tạm nghỉ, ngày 15 tháng 12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện 36 tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, tiếp tục phần thẩm vấn các bị hại. Hồ sơ thể hiện năm 2016, bị cáo luyện thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, Luyện còn thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư hàng loạt bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người. Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn, sau đó quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc với 4.065 khách hàng, tố cáo bị chiếm đoạt 2.108 tỷ đồng. Giống như những buổi thẩm vấn trước, có hàng trăm người tới tòa xếp hàng cập nhật thông tin bị hại để được xét hỏi. Tại buổi làm việc hôm nay, phần lớn các bị hại đều bày tỏ mong muốn nhận lại đất và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Đang chú ý ông Doãn Minh Đức xin thôi tư cách bị hại. Theo đó, ông Đức trình bày mình có mua một thửa đất với giá 684 triệu đồng do bị cáo Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện đứng tên. Được xác định tư cách là bị hại thì người đàn ông này bất ngờ xin từ bỏ quyền bị hại để khởi kiện dân sự. Tiếp đó, bị hại Lê Thị Thanh Hương, quê ở Gia Lai, cho biết đã đầu tư vào công ty cổ phần địa ốc Alibaba số tiền 294 triệu đồng cho ba nền đất. Trong đó có một nền đứng tên chung với nhân viên công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Khi hội đồng xét xử hỏi tại sao đứng tên chung, Hương nói rằng để được hưởng chất khấu còn được hưởng bao nhiêu thì không nhớ. Phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị hại.